Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình ngày hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý sau. Cùng với duy trì sức hút đối với thị trường khách nội địa, mở cửa hoàn toàn du lịch là cơ hội vàng để du lịch Quảng Ninh khôi phục thị trường khách quốc tế đầy tiềm năng. Cục thuế thành phố Hà Nội chính thức mở kênh hỗ trợ trực tuyến qua website của Cục thuế để hỗ trợ giải đáp những vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật thuế và công tác quyết toán thuế năm 2021. Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo 3 loại thuốc F0 điều trị tại nhà không được tự ý sử dụng khi chưa có chỉ định kê đơn của bác sĩ. Dù trên nhãn công dụng là làm chất đốt và rửa kính, nhưng cồn công nghiệp hiện nay lại được bán tràn lan tại nhiều nhà thuốc, đã khiến nhiều bệnh nhân nhập viện do uống phải loại cồn này. Thưa quý vị và các bạn, cùng với duy trì sức hút đối với thị trường khách nội địa, việc mở cửa hoàn toàn du lịch là cơ hội vàng để du lịch Quảng Ninh khôi phục thị trường khách quốc tế đầy tiềm năng. Hiện nhiều đơn vị lữ hành chủ động tăng cường kết nối, sớm khôi phục mảng du lịch quốc tế sau hơn 2 năm đóng băng do dịch bệnh. Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm đón khách quốc tế, ngay khi có chủ trương mở cửa hoàn toàn du lịch, hãng lữ hành này đã tích cực làm việc với các đối tác ở nhiều quốc gia, trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng sản phẩm, lên phương án lịch bán tour phù hợp với thị hiếu và quy định của từng thị trường. Trước mắt, đơn vị tập trung khai thác thị trường truyền thống như Đông Bắc Á, ASEAN. Quảng Ninh đăng cai 7 môn thể thao trong cái đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Thì đây cũng là cái cơ hội rất lớn để cho các doanh nghiệp lữ hành chúng tôi tiếp cận với lại cái nguồn khách quốc tế đến Việt Nam sớm nhất và nhanh nhất, và tôi cũng nghĩ rằng cũng sẽ là rất là hiệu quả. Chính sách miễn thị thực cho một số quốc gia và mới nhất là việc bỏ quy định cách ly khách nhập cảnh vào Việt Nam là điều kiện thuận lợi để thu hút thị trường khách du lịch quốc tế. Nhiều doanh nghiệp chủ động xây dựng sản phẩm mới theo hướng gắn lợi thế thiên nhiên, sở hữu di sản Vịnh Hạ Long với văn hóa đặc trưng của Quảng Ninh, đồng thời tăng cường truyền thông quảng bá quốc tế về điểm đến Hạ Long, Quảng Ninh, an toàn, thân thiện, hấp dẫn, sẵn sàng đón bạn trở lại. Quảng Ninh cũng không chỉ có Vịnh Hạ Long, mà sản phẩm Quảng Ninh là sản phẩm của 4 mùa, kết hợp biển đảo rồi sản phẩm về văn hóa, nghỉ dưỡng và đặc biệt là ẩm thực phù hợp với đối tượng là khách nước ngoài, khách quốc tế. Trước mắt, Quảng Ninh sẽ nhắm vào các thị trường gần như ASEAN, Đông Bắc Á, xa hơn là thị trường khu vực châu Âu. Du khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam đáp ứng quy định phòng dịch. Tại các điểm đến ở Quảng Ninh sẽ không phải trình hộ chiếu vaccine, không cần xác nhận F0 đã khỏi bệnh, không phải xét nghiệm PCR, test nhanh và không nhất thiết phải đi theo tour khép kín. Sau gần một năm ngừng hoạt động vì dịch COVID-19, thì cuối tuần này, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội sẽ chính thức hoạt động trở lại, phục vụ người dân và du khách. Cụ thể, theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, từ 19 giờ ngày thứ Sáu 18 tháng 3, quận sẽ tổ chức lại hoạt động không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm quy định các lực lượng làm nhiệm vụ phải bảo đảm đầy đủ phương tiện và xây dựng triển khai phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ. Việc mở lại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm thực sự có ý nghĩa, kịp thời phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tham quan của du khách khi từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch. Hiệp hội Khinh khí cầu quốc tế cùng Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Tuyên Quang vừa công bố thông tin về lễ hội Khinh khí cầu quốc tế năm 2022, sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại Tuyên Quang. Theo đó, lễ hội Khinh khí cầu sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022 tại Tuyên Quang, quy tụ 20 khinh khí cầu từ khắp các quốc gia trên thế giới. Khinh khí cầu Vietjet sẽ đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam tại lễ hội lần này. Hành khách có vé máy bay Vietjet sẽ được tham quan với vé ưu đãi miễn phí trải nghiệm bay treo khinh khí cầu tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Bên cạnh đó, tham gia lễ hội, du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động chào mừng năm du lịch Tuyên Quang, lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến thành công, giao lưu với đoàn phi công đến từ các quốc gia tại lễ hội khinh khí cầu quốc tế. Các chuyến bay xanh an toàn của Vietjet sẵn sàng chào đón hành khách trở lại với bầu trời trong xanh ở khắp trong nước và ngoài nước, với rất nhiều những sản phẩm dịch vụ mới, đội tàu bay hiện đại, tiếp viên trẻ trung xinh đẹp, các chương trình nghệ thuật đặc sắc.
nhằm góp phần giảm thiểu mật độ, lưu lượng phương tiện khi tham gia giao thông, hạn chế ùn tắc tại đô thị thị xã Sapa trong những ngày cao điểm đón khách tham quan, du lịch. UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt đề án thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng vận chuyển khách tham quan du lịch trong phạm vi hạn chế tại thị xã Sapa. Đề án thí điểm được triển khai trong hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2022 đến hết năm 2023 và giai đoạn 2 từ năm 2024 đến hết năm 2025 với tổng số phương tiện tham gia thí điểm của 3 doanh nghiệp là 55 xe, 24 xe xăng, 31 xe điện. Dự kiến kinh phí đầu tư gần 28,5 tỷ đồng do các doanh nghiệp tự huy động. Việc thực hiện thí điểm được kỳ vọng không chỉ tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải, giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại thị xã Sapa. Sau 10 tháng đóng cửa từ ngày 15 tháng 3, Hải Phòng cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn hoạt động thử nghiệm trở lại trong thời gian 2 tháng. Tuy nhiên, thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường ký cam kết tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh của Trung ương và thành phố. Khách phải thực hiện 5K cùng với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sở Văn hóa Thể thao, Công an thành phố và các cơ quan liên quan sẽ hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện này. Các sai phạm sẽ được yêu cầu xử lý nghiêm. Hải Phòng đóng cửa tất cả các cơ sở dịch vụ, karaoke, vũ trường, quán bar, pub, massage để phòng chống dịch COVID-19 từ đầu tháng 5 năm 2021. Đến ngày 15 tháng 3, Hải Phòng đang điều trị 25.678 ca F0, trong đó 89 ca F0 nặng, nguy kịch, 155 ca đã tử vong. Chuyển sang một số thông tin về thị trường. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện nay đang chào bán trên thị trường quốc tế đang được giữ vững đà tăng với mức tăng nhỏ nhưng ổn định với giá là 5 đô la Mỹ trên một tấn, với gạo 5% tấm và gạo 25% tấm. Sau khi điều chỉnh tăng thì giá gạo 5% tấm của Việt Nam bán ra ở mức 418 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm chào bán với giá là 393 đô la Mỹ một tấn. Gạo 100% tấm giữ nguyên ở mức 338 đô la Mỹ một tấn. Tại thị trường trong nước thì giao dịch lúa gạo khá ổn định. Hiện tại giá gạo nội địa tăng nhẹ, dù lượng gạo nguyên liệu về nhiều, các kho tăng cường nhập vào. Giá gạo tăng cũng hỗ trợ giá lúa tăng thêm khoảng từ 100 đến 200 đồng trên 1 kg. Hai thị trường có hiệp định thương mại tự do FTA với Việt Nam là CPTPP và EVFTA đã tiếp tục trở thành bệ đỡ cho ngành thủy sản xuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng qua với kim ngạch tăng trưởng cao. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản trong tháng 2 năm 2022 tiếp tục đạt tăng trưởng mạnh với mức tăng đột phá là 62%, ước đạt 635 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã chạm mốc 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 2 tháng đầu năm nay, ngoài thị trường Mỹ tăng mạnh tới 84% với kim ngạch là 346 triệu đô la Mỹ, thì các thị trường có FTA thế hệ mới với Việt Nam đều tăng cao. Trong đó, thị trường khối CPTPP gồm Canada tăng 55%, Australia tăng 64%, khối EVFTA như Đức tăng mạnh 140%. Trung Quốc hiện vẫn đứng thứ nhất về thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam, nhưng từ đầu năm đến nay thì xuất khẩu rau quả sang thị trường này giảm mạnh 25,8%. Cụ thể, 2 tháng qua, rau quả xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 261,2 triệu đô la Mỹ, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do sụt giảm xuất khẩu thanh long, dưa hấu, những mặt hàng vốn có giá trị xuất khẩu cao sang thị trường này. Sự giảm tốc mạnh trong kim ngạch xuất khẩu nông sản nói chung, trong đó có rau quả sang Trung Quốc, là nguyên nhân kéo theo xuất khẩu toàn ngành trong 2 tháng qua sụt giảm so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xuất khẩu rau củ quả giảm mạnh là do khó khăn trong quá trình thông quan hàng hóa từ đầu năm đến nay sang thị trường Trung Quốc. Theo thông tin từ các lực lượng chức năng tại 3 cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn là Chi Ma, Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên năng lực thông quan là tương đối hạn chế và rất chậm. Lưu lượng xe hàng xuất khẩu và xe hàng nhập khẩu là không đồng đều. Hiện còn ít nhất trên 1.000 xe hàng còn tồn lại ở cửa khẩu, phần lớn là các xe hoa quả. Để hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp và giảm thiểu ùn ứ trước bối cảnh khả năng thông quan chậm tại các cửa khẩu, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã liên tục có thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan về việc cân nhắc xem xét bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hóa đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn xuất khẩu.
Cục Thuế thành phố Hà Nội đã chính thức mở kênh hỗ trợ trực tuyến qua website của Cục Thuế để hỗ trợ giải đáp những vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật thuế và công tác quyết toán thuế năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, thì phương thức hỗ trợ này phát huy hiệu quả rất tích cực. Đây là buổi đối thoại trực tuyến diễn ra giữa Cục Thuế thành phố Hà Nội với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Với cách làm này, Cục Thuế có thể giải đáp từng vấn đề cụ thể của doanh nghiệp hiệu quả hơn nhiều lần so với việc tổ chức trực tiếp trước đây. Người nộp thuế họ rất là mong muốn thực hiện nghĩa vụ thuế được thuận lợi và Cục Thuế Hà Nội đã hướng dẫn kể cả gửi tài khoản đến các cá nhân, gửi thư đến các cá nhân để cấp cho họ tài khoản để nộp thuế. Và hôm nay thì là hỗ trợ đồng hành và không chỉ có các doanh nghiệp trên địa bàn và thậm chí một số tỉnh lân cận thì chúng tôi thấy cũng vào để chia sẻ. Và chúng tôi đánh giá rất là cao cái nỗ lực của Cục Thuế Hà Nội và thông qua đó sẽ xử lý vướng mắc. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến ngày 4 tháng 5 năm 2022, Cục Thuế sẽ triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2021. Hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ về công nghệ thông tin, hỗ trợ về kê khai thuế. Từ giải đáp vướng mắc đến thực hiện nghĩa vụ thuế đều có thể thực hiện trực tuyến mà người nộp thuế không cần đến cơ quan thuế. Việc mà triển khai cũng như thông tin truyền tải được đến cho người nộp thuế được biết trong cái việc mà khai và nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng hình thức là thức điện tử thì người nộp thuế có thể ở nhà để kê khai và nộp hồ sơ qua thuế qua hai cái cổng, một là cổng dịch vụ công quốc gia, hai nữa là cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Theo các chuyên gia, với việc tích cực hỗ trợ và xử lý vướng mắc cho người nộp thuế, số nợ đọng thuế sẽ giảm thiểu, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân cũng cao hơn. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm đang dần trở thành xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc cho phép người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về sản phẩm. Từ cuối năm 2020, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc ứng dụng mã QR đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản trên toàn địa bàn tỉnh, mang đến sự tiện lợi và góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và cơ sở sản xuất. Với việc các cơ sở sản xuất dán mã QR lên bao bì các sản phẩm nông lâm thủy sản của Quảng Ninh thì khi đi mua hàng, người tiêu dùng hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại để check mã, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, quy trình sản xuất của các sản phẩm một cách rất đơn giản và tiện lợi. Gạo nếp cái Hoa Vàng Đông Triều, chè Hàng Nga hay vịt trời Hải Hà, chỉ cần quét mã QR trên bao bì sản phẩm, người tiêu dùng có thể biết rõ các sản phẩm này được nuôi, trồng tại đâu, do cơ sở nào sản xuất, giá cả và chất lượng tiêu chuẩn để yên tâm khi lựa chọn sử dụng. Check được mã QR thì tôi mua thì thấy yên tâm hơn. Chỉ cần vài giây ở trên điện thoại thôi là mình có thể kiểm tra được rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, xem là sản phẩm ấy sản xuất ở đâu. Tôi rất là thích sử dụng các sản phẩm của OCOP Quảng Ninh, nên là khi mà truy xuất được cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm thì mình rất là yên tâm khi mà sử dụng trong gia đình cũng như là khi mà đem đi để tặng biếu người thân hay là bạn bè. Đối với nhiều cơ sở trên địa bàn tỉnh thì việc dán hay in mã QR trên bao bì sản phẩm đã trở thành một khâu bắt buộc trong quy trình sản xuất sản phẩm. Không chỉ giúp minh bạch thông tin, mã QR còn giúp các cơ sở doanh nghiệp xây dựng được cơ sở pháp lý cho sản phẩm của mình, quảng bá thương hiệu, ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại. Từ khi chúng tôi tiến hành dán mã QR lên sản phẩm thì hiện nay chúng tôi là đã không bị các cá nhân và những cơ sở khác làm nhái hàng của chúng tôi nữa. Và doanh số từ các cửa hàng là tăng lên rõ rệt. Và khách hàng thì họ đều có thể liên lạc với chúng tôi trên tất cả các thông tin sau khi check mã. Cái mã QR code in trên sản bao bì sản phẩm thì nó thể hiện sự chuyên nghiệp và cũng thể hiện sự cạnh tranh cao trên thị trường. Và cũng là bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Đến thời điểm hiện tại đã có trên 70 cơ sở với 350 sản phẩm sử dụng mã QR thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản của Quảng Ninh tại địa chỉ qn.check.net.vn. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các chủ cơ sở sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, sớm hoàn thành mục tiêu 100% sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực và các sản phẩm OCOP của tỉnh sẽ ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc kiểm soát quy trình sản xuất.
Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo 3 loại thuốc F0 điều trị tại nhà không được tự ý sử dụng khi chưa có chỉ định kê đơn của bác sĩ, gồm thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh và thuốc kháng viêm. Bộ Y tế cũng chỉ rõ thuốc điều trị tại nhà gồm có thuốc hạ sốt paracetamol cho người lớn, viên 500mg, số lượng đổ dùng trong 3 đến 5 ngày, paracetamol cho trẻ em tùy theo cân nặng và độ tuổi đổ dùng trong 3 đến 5 ngày, dung dịch cân bằng điện giải Orezon, gói bù nước, chất điện giải khác, thuốc giảm ho tùy theo triệu chứng, số lượng đổ dùng trong khoảng 5 đến 7 ngày, dung dịch nhỏ mũi Naticlarur 0,9%, đổ dùng trong từ 5 đến 7 ngày. Thuốc điều trị bệnh nền theo đơn thuốc được kê đơn đang sử dụng cho người bệnh nếu cần đủ sử dụng trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần. Bộ Y tế vừa quyết định loại vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 liều lượng 0,2ml. Ngay khi có vaccine về Việt Nam sẽ phân bổ tới các địa phương để tiến hành tiêm cho trẻ. Hiện tại, các trường đang gấp rút tiến hành lấy ý kiến phụ huynh, đăng ký tỷ lệ tiêm phòng cũng như chuẩn bị các điều kiện để tiêm khi có vaccine. Dù đã sang đến giữa học kỳ 2 của lớp 1, thì Uyển Vi vẫn chưa được đến trường học trực tiếp. Vì thế, con sớm được tiêm vaccine là mong muốn của phụ huynh như anh Trung. Bộ Y tế mà các cái tiêu chuẩn về thuốc mà đảm bảo an toàn tiêm cho con thì mình tiêm thôi. Chúng mình sẽ tiêm phòng COVID cho tất cả các học sinh chúng mình. Vậy trước khi sắp sửa tiêm thì cô dặn các con như sau. Chúng mình chuẩn bị thật kỹ này, ăn uống khỏe này, nghỉ ngơi này và thật tươi vui thoải mái. Qua thống kê ban đầu, đến thời điểm này, trường tiểu học Phú Lãm thuộc quận Hà Đông đã có trên 70% phụ huynh đăng ký cho con tham gia tiêm phòng COVID-19. Công tác tuyên truyền vẫn được trường thực hiện thường xuyên, liên tục cho tới khi có quyết định tiêm. Họ rất là lo, ví dụ như là cái lứa tuổi từ 5 đến 12 tuổi là các con rất là nhỏ, nên họ chỉ thắc mắc, họ chỉ lo lắng thôi chứ cũng không có thắc mắc cái gì. Và các cô giáo trong các buổi học tuyên truyền các con hiểu được vấn đề là chúng ta nên tiêm phòng vaccine như thế nào. Tiếp theo nữa là qua các kênh, ví dụ như nhà trường có trang fanpage đấy, và trang web, nhà trường cũng đưa những bài lên đó để phụ huynh đọc và tìm hiểu về vấn đề là tại sao chúng ta cần phải tiêm vaccine trong thời điểm này. Tuy nhiên, cũng có nhiều gia đình vẫn băn khoăn lo lắng khi con đã bị mắc COVID-19. Vì thế, nên tiêm hay không, hay tiêm thời điểm nào vẫn là mối quan tâm. Cũng không biết là các cháu vừa bị mắc thì có tiêm ngay được không? Hoặc nếu mà theo như khoa học hoặc theo như các chuyên gia ấy, thì họ theo mà sau từ khi mắc thì đến khoảng bao nhiêu lâu sau thì tiêm được. Theo chuyên gia, trong bối cảnh F0 tăng nhanh, các biến chủng có xu hướng thay đổi liên tục nên việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp bảo vệ để trẻ an toàn hơn giữa đại dịch. Song với trẻ đã mắc COVID-19 thì quá trình tiêm cần phải được triển khai rất thận trọng. Mắc rồi thì về mặt cơ sở khoa học là anh có miễn dịch tự nhiên rồi. Dù cái miễn dịch đấy nó như thế nào thì nó vẫn hơn là vaccine. Tôi đảm bảo như vậy bởi vì vaccine là học theo cái phản ứng tự nhiên của cơ thể rồi. Để cho nên cái phản ứng tự nhiên, cái miễn dịch tự nhiên rồi, đã mắc bệnh rồi thì muốn tiêm lại phải hết sức cẩn thận. Bộ Y tế dự định cuối tháng 3 bắt đầu nhận được vaccine, hoàn thành kiểm định để bắt đầu cấp phát và tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi với liều lượng 0,2ml. Việc nhu cầu test nhanh tăng cao cũng dẫn đến nhiều người cố tình tìm nhập các loại test không đảm bảo chất lượng để tiêu thụ. Mới đây, tại khu vực phố Đào Duy Anh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Hải quan Quảng Ninh kiểm tra phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 15C33286 vận chuyển 17 thùng kẹo và 48 thùng chứa 46.080 bộ kit test nhanh COVID-19 do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc. Lái xe Đỗ Văn Trường và Phan Tường An, chú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng khai nhận vận chuyển thuê số hàng từ huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến thành phố Hạ Long để giao cho khách hàng và không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Dù ghi trên nhãn công dụng là làm chất đốt và rửa kính, nhưng cồn công nghiệp hiện nay lại được bán tràn lan tại nhiều nhà thuốc, đã khiến nhiều bệnh nhân nhập viện do uống phải loại cồn này, ghi nhận tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, các bác sĩ buộc phải lọc máu, đặt nội quản thở máy để cứu sống bệnh nhân này do ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Người nhà cho biết chai cồn 70 độ được bệnh nhân mua ở hiệu thuốc nên tin tưởng sử dụng mà không đọc kỹ công dụng.
Uống thì uống từ sáng. Uống từ sáng vào đến khoảng 9 giờ tối, 7 giờ tối thì phát hiện ra là 9 giờ đi lên đến đây. Mua cồn thì mua hiệu thuốc ạ. Cồn có loại cồn đấy, em có cái chai loại 70 độ đấy, có cả mẫu chai đấy. Còn bệnh nhân này cũng nhập viện trong tình trạng tương tự do sử dụng phải cồn công nghiệp được mua tại hiệu thuốc. Các bác sĩ cho biết ngộ độc methanol rất nguy hiểm và có thể tử vong. Với những bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch thì những di chứng cũng sẽ rất nặng nề. Tuy nhiên thứ nhất là về trên cái tổn thương trên não thì tổn thương vùng nhân bèo thì vẫn có một tỷ lệ nào đó nhỏ là nguy cơ chảy máu thứ phát trên cái ổ hoại tử nhân bèo đó. Thứ hai đến là bệnh nhân khám mắt để đã có tổn thương thị lực rồi thì rất dễ di chứng, một là nó ảnh hưởng về thị lực. Nặng thì có thể là mất hẳn thị lực hoàn toàn, mà nhẹ thì có thể là ảnh hưởng thị lực trầm trọng. Cho đến thời điểm hiện tại, trung tâm chống độc đã tiếp nhận 6 bệnh nhân ngộ độc. Xét nghiệm tại trung tâm cho thấy nồng độ cồn công nghiệp methanol là 56%. Đây là loại hóa chất độc hại không được dùng làm sát trùng và cũng không đảm bảo tác dụng sát trùng. Cồn công nghiệp methanol không được dùng sát trùng và tác dụng sát trùng rất là yếu. Vậy dẫn tới là không thể bảo vệ người dân chúng ta trước cái đại dịch Covid rồi các công dụng sát trùng khác nữa. Nguy hại cho sức khỏe. Thứ hai là cái cồn công nghiệp methanol nó cũng được ngấm qua da. Khi mà bôi trực diện rộng trên da hoặc dùng nhiều lần, thậm chí chúng tôi cũng có những bệnh nhân đến khám đã sử dụng quá mức, ví dụ xịt khắp người. Cái loại cồn công nghiệp này không thể được bán ở các hiệu thuốc được, là một. Thứ hai là các cái sản phẩm sử dụng cho có chứa cồn công nghiệp methanol rõ ràng không được sử dụng cho y tế, trực tiếp cho y tế được. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi mua cồn về sát trùng phải xem kỹ các thông tin trên nhãn mác, đặc biệt về công dụng, thành phần cụ thể và kiến nghị không để cồn công nghiệp được phép bán tại hiệu thuốc mà chỉ nên bán tại các quầy bán hóa chất tẩy rửa hoặc cửa hàng hóa chất để tránh gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Chuyển động Đông Bắc ngày hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết